Còn quá nhiều sản phẩm mà chúng ta chưa có được về Việt Nam. Còn trong những dòng sản phẩm đã về Việt Nam thì hơn 100 sản phẩm. Thì chúng ta thấy là sản phẩm nào cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là nếu như chúng ta không hiểu rõ về sản phẩm thì chúng ta thứ nhất là sử dụng nó không hiệu quả. Thứ hai là nếu như mà chúng ta không hiểu rõ mà chúng ta nói nó hơi thiên quá một cái gì đó thì cũng là một cái điều nó không tốt và cũng không mang lại hiệu quả về chăm sóc khách hàng cũng như là bán hàng, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì hai cái sản phẩm này thì anh nghĩ là cũng ít người biết tới, và ngày hôm nay thì anh xin chia sẻ về hai dòng sản phẩm này, và bây giờ anh sẽ share cái màn hình các anh chị nhé. Các anh chị có nhìn thấy không? Thấy rõ chưa ạ? Thế rồi em ạ. Dạ thấy rồi mà chưa full màn hình tôi chịu anh ơi. Rồi, để chị mở ra. Nó đang bị khi chưa tắt cái Zalo rồi nó chặn mất. Đây cái ta. Đây đây con, dạ để ăn sáng. Sao chưa được Còn nghe thấy là 10 phút nữa nhé. không? Có được không em ơi? Thấy rõ rồi em ạ. Dạ, ok chị anh ơi. Trên màn hình là hình ảnh của sản phẩm về chăm sóc ngực và chăm sóc da tay, da trên cho tay ấy. Thì trước hết là chúng ta nói về sản phẩm về chăm sóc ngực. Cái tác dụng chính của cái sản phẩm này là giúp cải thiện các vết nhăn, làm trắng và làm tăng độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho cái vùng ngực của chúng ta. Thế thì nói về cái vẻ đẹp mà nhất là chị em phụ nữ thì rất là quan tâm đến cái vùng ngực. Cho dù là kích cỡ nó như thế nào nhưng mà nó phải gì ạ? Trắng này, phải trắng hồng hào, phải không có bị chảy xệ, đúng không ạ? Thì cái vùng ngực đó thì mới 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 là đẹp và đáng yêu, đúng không ạ? Và rất là nhiều chị em thì có vùng ngực nó không có được như mong muốn, ví dụ như là nó chảy xệ này, hoặc là nó có những cái vùng da nó không được mịn màng, hoặc là đặc biệt là có rất nhiều chị em là nó kích thước nó đã nhỏ rồi nó lại còn có cái độ chảy xệ nữa. Vậy thì cái sản phẩm này khi chúng ta thoa hàng ngày, tức là một ngày là tần suất của nó là 2 lần, vào sáng và tối, tức là khi chúng ta tắm xong hoặc là chúng ta làm sạch vùng da xong, nếu mà để tốt nhất thì có thể cả tẩy tế bào chết của cái vùng da đó, thì chúng ta mới thoa và massage những cái vùng mà chúng ta mong muốn nó săn chắc hơn, nó được vùng được nuôi dưỡng, tức là cái sản phẩm nó vừa có tác dụng là làm cho cái da, cái vùng da ở đó, cái vùng cơ ở đó được cải thiện, nhưng mà lại lại còn được là nuôi dưỡng và được làm trắng hơn, làm đẹp hơn. Và nó là dạng kem với dung tích là 100 ml. Thì trong sản phẩm thì chứa một cái lượng chất volufilin, là một cái chất này thì được nhập vào từ Pháp và nó được là kết hợp an toàn mà để một cái công ty về mỹ phẩm, tức là sản xuất gọi là cái chất này được 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 sản xuất từ thiên nhiên, nhưng mà tức là mình nhập bởi một cái công ty tên là Cenema của Pháp. Và khi mà với cái công thức tạo ra cái sản phẩm này của Jacob thì nó giúp cải thiện vết nhăn, làm cho sáng cái vùng da đó, cái vùng da ở ngực, và có cái tác động kép là vừa làm trắng nhưng vừa làm giúp cho đàn hồi cái vùng da cơ ở cái vùng ngực để nó săn chắc lại. Về hiệu quả dưỡng ẩm thì nó vừa là có tác dụng là bên ngoài nhưng vừa có tác dụng là thẩm thấu, cho nên khi chúng ta xoa xong thì nó sẽ thấm hết và nó không có bị khó bị nhờn hay là bị dính vào áo, nên là nó sẽ thấm hết vào vùng da ngực của chúng ta. Về hiệu quả của làn da thì làm da mềm mại hơn, và trong đó thì nó cũng có cái hạt jojoba và cái hạt bơ mỡ, cho nên nó có tác dụng là mềm và trơn, cho nên chúng ta có thể massage rất là dễ dàng và sản phẩm nó hấp thụ rất là nhanh đấy. Thế thì và nó cũng là dạng tuýp, khi mà chúng ta mở ra thì nó dạng tuýp giống như cái tuýp kem chống nắng ấy, nó to hơn, và chúng ta có thể là sử dụng với một người mà muốn cải thiện cái vùng ngực thì chúng ta phải chăm sóc tầm từ 3 đến 6 tháng.
Chủ yếu thì mọi người có nói là thế thì thoa vào ngực thì ngực nó có to lên không, thoa vào mông hay là vùng các vùng khác thì nó như thế nào. Thực ra thì nó mục đích chính là nó làm cho cái vùng da ở đó nó săn chắc lên, nó căng mọng lên, thì có phải là kết hợp nuôi dưỡng nữa và chúng ta kết hợp chế độ ăn nữa thì cái vùng ngực của chúng ta nó được là gọn gàng, nó được căng mọng, nó đẹp hơn, chứ không phải là nó là cái kem mà nâng cái cơ ngực lên hoặc là làm cho cái vùng ngực nó được tăng kích cỡ đâu ạ. Nhưng rõ ràng là khi nó đang bị chảy xệ mà bây giờ nó được thon lại, nó gọn lại, nó chắc lại thì có phải là nó sẽ tròn, sẽ đẹp hơn không ạ? Và như vậy thì khi mà nó săn lại thì có phải là cái phần cơ nó cũng không bị chảy xệ nữa và nó nâng lên không ạ? Cho nên nói đúng ra thì nó cũng là có tác dụng là nâng ngực và làm cho ngực của chúng ta đẹp hơn, nhưng mà không phải là nó làm cho to quá ra hoặc là nó làm cho chúng ta nâng hẳn cái cơ ngực lên, là không phải là như vậy. Nhưng mà rõ ràng khi nó hết nhăn, hết săn chắc, nó hết chảy xệ thì nó có phải là nó tròn trịa hơn và nó nâng cái ngực lên. Và đây là một cái sản phẩm rất là đặc biệt chuyên dành cho cái vùng ngực là chính. Còn nếu mà như mà ví dụ các cái vùng mông hay vùng tay mà chúng ta muốn chăm sóc nó theo đúng cái nghĩa là làm cho cái vùng da đấy đẹp hơn, săn chắc hơn, không có nhăn, không có chảy xệ nữa, thì nó cũng là một cái nơi để chúng ta sử dụng. Và với vùng ngực thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta thoa xong rồi thì chúng ta phải massage theo cái chiều là như thế nào ạ? Từ trong ra ngoài, xin lỗi, từ ngoài vào trong, tức là chúng ta massage tròn đều, ôm hẳn hẳn cái lòng vòng phần tay trên ngực và massage theo hình tròn đều từ ngoài vào trong. Còn phần ở giữa giữa hai khe ngực thì chúng ta massage kéo từ dưới kéo lên. Đó, tức là có những bạn có mấy động tác. Đầu tiên là khoanh cả cái tay lại và massage theo hình cho xoắn ốc nhẹ nhàng từ ngoài vào trong, tức là xoay đều như thế này, xoay đều ở phía cả hai tay đều xoay đều vào trong. Cái vùng ở dưới thì kéo từ dưới kéo lên, và cái vùng ở trên thì đẩy, cũng đẩy từ ngoài đẩy vào. Đấy là cái cách massage. Một cái động tác nữa là chúng ta đặt hẳn cái lòng bàn tay chúng ta lên ngực và chúng ta xoa nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc vít đấy, từ ngoài vào trong đã nhẹ nhàng như vậy. Còn hoặc là khum cả lòng bàn tay lại và tạo lực thành giống như là bóp nó lại ấy, cả trên cả hai cả bốn phía bóp lại đó, bóp một cách nhẹ nhàng, xoa bóp xoa nắn nhẹ nhàng. Thì đây là một cái cách mà chúng ta sẽ dùng kem, sau khi xoa kem xong thì chúng ta sẽ tự chăm sóc cái vùng ngực cho chúng ta như vậy. Và với cái nguyên liệu cao cấp Cerama của Pháp và giấy phép đặc biệt từ Mỹ, các nước châu Âu, thì đây là cái chiết xuất từ cây chi mẫu, là một cái loại cây mà nó chiết xuất ra những cái thành phần chính của cái loại kem này, đó là chứa 5 loại peptide phức hợp chiết xuất từ mầm đậu nành, tăng cường độ ẩm, tăng cường hàng rào bảo vệ, cấp ẩm thiên nhiên, rồi cấp 9 loại chiết xuất thực vật phức hợp như là rau má, như là trà xanh, đó là những cái loại mà làm cho cái vùng da của chúng ta nó đẹp hơn. Và khi chúng ta làm như vậy thì toàn bộ cái chất này nó sẽ thẩm thấu vào, nó sẽ phân hóa, giúp cho cái vùng cơ ở trong ở đó, các cái tế bào nó được là các cái vùng mà mỡ mà làm gây ra chảy xệ thì nó sẽ đi tiêu hủy đi, nhưng mà nó lại giúp cho chúng cái vùng cơ ở đó nó tăng cường cái dưỡng chất, giống như là nuôi dưỡng cái vùng đó để làm cho nó săn chắc hơn, nó nở nang hơn. Và khi mà sử dụng thì quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng đều, tần suất sử dụng là ngày 2 lần và phải từ 3 đến 4 tháng, và phải kết hợp với việc massage. Và cần lưu ý là phải có chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày thì cơ thể của chúng ta nó mới phát huy được cái vùng mà cần nuôi dưỡng thì nó sẽ đến để nuôi dưỡng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta đang trong cái chế độ ăn kiêng này, chúng ta đang giảm cân rất nhanh, thì thường tất cả các vùng da của chúng ta rất là dễ bị chảy xệ, vùng ngực, vùng cơ mặt, tất cả là đều có hiện tượng đó nếu mà chúng ta không làm đúng cách. Vậy nếu mà trong quá trình chúng ta mong mong muốn được cái vùng cơ đó nó được săn chắc, và cộng thêm là gì ạ, da của vùng đấy nó cũng được trắng, được đẹp, được mịn, thì đây là một cái liệu pháp rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là phải lưu ý, thứ nhất là dùng đủ đủ đều, đúng đủ đều, thứ hai là kết hợp với massage, và thứ ba là phải kết hợp với ăn uống dinh dưỡng đủ chất. Vâng, và một số lưu ý, vâng, ba cái lưu ý mà anh vừa nhấn mạnh rồi đấy.
Và trong cái dòng này thì anh xin giới thiệu thêm một sản phẩm nữa mà có lẽ cũng ít anh chị em biết đến, đó là kem dưỡng cho riêng cho vùng da tay. Các anh chị em biết là cái bàn tay của chúng ta là một cái nơi mà chúng ta phải làm việc, phải tiếp xúc, phải là rất là nhiều. Thế nhưng cái bàn tay của chúng ta ấy thì nó lại tức là tác dụng với rất là, ví dụ hàng ngày chúng ta làm việc, chúng ta giặt giũ, chúng ta nấu ăn, thì cái bàn tay của chúng ta là là một cái nơi mà tiếp xúc rất là nhiều, chịu tác nhân của bên ngoài rất là nhiều. Và cái tuổi già nó sẽ thể hiện ở cái phần ngực và cái phần bàn tay các anh chị, phần cổ và phần bàn tay, khó khó mà giấu được lắm. Nếu mà tay chúng ta gân guốc, chúng ta nổi lên, vì vậy cái việc chăm thì nó sẽ là thể hiện là chúng ta, tuổi tác của chúng ta. Và chính vì vậy cho nên là chị em phụ nữ đặc biệt là chị em phụ nữ thì rất là quan tâm đến cái đôi bàn tay. Các anh chị em có thể chăm sóc cái vùng móng tay, thậm chí là sơn móng tay, nhưng mà cái phần da ở trên lòng bàn tay hoặc là mu bàn tay này nó nhăn, nó nổi gân lên thì nó rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện là cái sản phẩm về cái kem mà chuyên dưỡng cho tay này thì nó có những cái vấn đề gì? Thứ nhất là hàm chứa những cái thành phần dầu, chất khoáng độc đáo từ muối biển chết, và hàm chứa một cái phức hợp peptide là làm cho da tay mỏng và luôn phải, cái làn da tay luôn được nuôi một cái hàng rào bảo vệ bằng cái peptide này. Hàm chứa cái polyphenin là thành phần có tác dụng tăng cường độ đàn hồi cho da tay. Và kem dưỡng da tay này vừa có tác dụng dưỡng kép trắng và cải thiện những cái nếp nhăn ở trên da tay. Đó. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng, mỗi khi chúng ta làm việc xong, chúng ta lau khô tay rồi thì chúng ta thoa một lượng cái sản phẩm này lên tay và chúng ta massage đều ở trong hai lòng bàn tay và cả trên mu bàn tay. Cái sản phẩm này sau khi chúng ta dùng, nhất là khi chúng ta tiếp xúc với những cái tác nhân bên ngoài, ví dụ chúng ta nấu ăn, chúng ta làm việc xong, chúng ta rửa tay xong thì nên thoa một lượng kem này, thì làm cho da tay của chúng ta mềm mại và làm cho cái khi mà thoa xong thì nó cũng thẩm thấu hết luôn. Nhất là mùa đông ở ngoài Bắc ấy thì rất nhiều anh chị em là bị nứt nẻ hết cả tay ra. Đó là do là cái độ khô của khí hậu ấy làm cho da tay của chúng ta bị nẻ. Thì cái sản phẩm này nó rất là hiệu quả các anh chị ạ. Chỉ cần chúng ta lau khô tay, sau khi rửa sạch lau khô tay rồi thì chúng ta sẽ thoa một lượng đều lên cả mu bàn tay và lòng bàn tay. Thì sau khi thoa xong thì nó có một ưu điểm là nó cấp ẩm cho da tay, nó làm trắng da tay, làm bớt nhăn da tay, nhưng mà nó thẩm thấu luôn, nó không có gây ra cái chuyện là nhờn ở trong tay. Vì chúng ta bôi xong mà nó còn, thoa xong mà nó cứ còn nhờm nhờm ở tay thì chúng ta sẽ rất là khó chịu. Vâng, thế thì anh đã sơ lược để chia sẻ với các anh chị về hai cái sản phẩm mà có lẽ là cũng ít người sử dụng và ít người biết đến. Nhưng mà sản phẩm về chăm sóc vùng ngực thì anh đã được trải nghiệm, nhưng anh không có dùng lâu dài bởi vì không có nhu cầu nhiều. Còn cái sản phẩm về tay thì anh dùng suốt một mùa đông đã hết mất một tip rồi. Một cái tip của nó thì nó bé hơn cái tip mà nó bé hơn cái tip này, nó chỉ bằng cái tip đánh răng bé đó. Nhưng mà dùng suốt một mùa đông thì cả nhà mình hai vợ chồng dùng thì đã hết một cái tip đó rồi, và anh rất thích. Cái mùi của nó cũng rất là dễ chịu, nó không có cảm giác là khi tay mình đang sờ vào cái gì, tức là khi sao xoa xong thì không có cảm giác là mình vừa thoa cái gì đó. Mà nhất là cái đợt vừa rồi ấy, thì lại Covid nữa, xong là đi đâu mình cứ hay phải xoa cái cồn mà khử khuẩn đấy các anh chị. Thì trong đó là có một cái lượng cồn rất là lớn, và những ai mà da mà nhạy cảm ấy thì sau khi thoa xong thì cái tay nó rất là khô, khô do là mình vừa tiếp xúc một cái lượng cồn ấy. Hàng ngày mình đi đến đâu là mình lại thoa cái cồn để mà sát khuẩn ấy, để mà chống ngừa cái vấn đề của Covid, đúng không ạ? Thì về đến buổi trong một ngày, đến khi về nhà mình dọn dẹp, mình rửa đồ xong, mình sờ vào cái tay mình là cái da tay nó rất là khô. Đó, thì anh đã sử dụng nó suốt một cái mùa đông vừa rồi, anh rất là thích cái sản phẩm này. Hôm nay nó không có, hôm nay đi kiếm để đưa cho các anh chị xem. Đấy là cái tip giống như trên màn hình, mà cái vỏ bên ngoài nó gần như cái tip này. Cái này là của em bé, nó gần như thế này các anh chị. À đấy, giống như chị anh Pháp đang đưa lên đấy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Thì tại vì anh tất cả những sản phẩm của Jacob là anh đều trải nghiệm hết. Không, nó thật sự luôn là nói thêm một xíu là ví dụ những cái sản phẩm mà mới về như là băng vệ sinh chẳng hạn,
thì Oanh là có một vấn đề về nội tiết, tức là 42 tuổi là không có bị kinh nguyệt nữa, nhưng mà Oanh vẫn dùng để cảm nhận, và dùng đó là chỉ dùng mỗi cái băng hàng ngày để khi nào đi công tác thì mang theo để mà dùng cho nó tiện cho cái việc vệ sinh cá nhân thôi, nhưng mà Oanh rất là thích đó. Thế thì thực ra là mình có trải nghiệm thì mình mới có thể có hiểu được những cái giá trị của nó. Thì đối với cái sản phẩm ngực, nếu như chúng ta chỉ thoa một 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 tuýp thôi thì nó chỉ được được khoảng một tháng đấy, tháng hơn một tháng thì là hết rồi. Và nếu chúng ta không dùng đều trong vòng 3 đến 6 tháng ấy, thì hiệu quả nó cũng không cao đâu, bởi vì ở đây là nó nuôi dưỡng, giống như chúng ta chăm sóc da của chúng ta này này. Chúng ta cũng phải có một thời gian để nó tái tạo cái làn da mới, đúng không ạ? Nuôi dưỡng cái làn da mới thì nó mới khỏe lên, mới thay đổi được. Vì vậy cho nên là chúng ta đừng có thần thánh hóa quá là ôi rồi xoa, bây giờ các anh chị em nào ngực đang nhỏ này, đang chảy xệ này thì thoa vào một cái là nó sẽ to lên này, nó căng lên này, nó đẹp lên ngay, không có đâu ạ. Tất cả chúng ta cần phải có một thời gian, và chúng ta phải nhớ là sản phẩm nào cũng vậy, tay cũng vậy hay ngực cũng vậy hay cái gì cũng vậy, chúng ta phải dùng đúng đủ đều thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà đây là một sản phẩm rất tuyệt vời, và anh tin chắc là rất nhiều các chị em phụ nữ mong muốn mình được chăm sóc hai cái bộ phận vô cùng quan trọng, đó là gì ạ? Ngực và tay, là những cái bộ phận mà thể hiện cái nữ tính, thể hiện cái nét đẹp của người phụ nữ, đúng không ạ? Một bàn tay thon thả mịn màng trắng trẻo, không có nếp nhăn hoặc rất ít nếp nhăn, một cái khuôn ngực đầy đặn mà lại gọn gàng, lại trắng trẻo, làn da mịn màng ở đó, thì đó là một cái điều mà chúng ta đều mong muốn. Vì vậy đây là một sản phẩm mà rất hữu ích dành cho các chị em. Các em anh em mà thấy được là cái sản phẩm này nó tốt thì cũng hãy mua về cho vợ của mình sử dụng, đúng không ạ? Và tay của vợ mình, ngực của vợ mình là của mình rồi, đúng không ạ? Cho nên là đây là một cái sản phẩm mà anh cũng rất là hay chia sẻ với những người bạn của mình. Và ngày hôm nay thì được chia sẻ ở đây thì cũng mong là anh chị em có những cái kinh nghiệm nào về sử dụng sản phẩm này, hoặc là có những cái câu hỏi nào thì các anh chị cứ ra hand để anh được biết và chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhé. Thời gian của chúng ta còn rất là nhiều, các anh chị cứ thoải mái chia sẻ. Xin mời những cánh tay của các thành viên trong câu lạc bộ thể thao ạ. Chắc là chị Anh Thóc có thể chia sẻ một chút về sản phẩm mình đang có trong tay đi. Mời anh Thóc nào. Dạ, em cảm ơn chị Anh đã cho em lần xong. Một buổi chúc anh chị được bình yên nha. Thật ra hồi trước giờ là Thóc chưa bao giờ biết thương cái bản thân mình á. Thật ra là cũng chưa bao giờ biết. Mà hồi trước đó là cái bàn tay Thóc, nếu mà ai làm việc chung á, nó đen mà mình tới gặp khách hàng mình không dám đưa bàn tay mình lên luôn á. Nhưng mà cái nhớ cái sản phẩm này á, thì ngồi đây là cảm ơn MC Minh Tâm tặng cái này cho mình, chứ mình chưa có mua. Nhưng mà mình nói là xài tuyệt vời lắm anh chị. Thì mình mới xài nay được 3 tuần mà cái da này nó rất là mỏng mà nó dịu, nó dễ chịu lắm, nó không có đít. Tại vì hồi trước á, mình cũng có xài một lần về cái dưỡng thể dưỡng ẩm, nhưng mà do nó rất là khó chịu, cho nên là lúc đó là mình bỏ luôn, mình không xài. Và cho đến hôm nay thì cũng cảm ơn là Zikup là cho một cái sản phẩm này. Thì trước có nghe Kim Yến nói là mấy anh chị Hà Nội thích lắm, thích cái sản phẩm này, bởi vì Hà Nội lạnh cho nên da khô. Mấy anh chị Hà Nội là rất rất là yêu sản phẩm này, mà mình cũng không tin. Thật ra là không tin. Thì cách đây 3 tuần thì có đi với Minh Tâm thì mới nói là em cái da chị nó như vậy mà không biết làm sao. Thì Minh Tâm nó nói thôi để em tặng cho chị một cái tip này. Và thế là mình xài đây 3 tuần rất là dễ chịu. Và cái da mình nó mỏng hẳn luôn đó anh chị. Nhưng mà không biết anh chị xài sao thì Pháp thì mỗi lần mà rửa tay vô là Pháp có tay mình còn ẩm mắt là mình hoa lên. Và sáng như vậy là sáng cứ 4 giờ mấy đi học vậy á, vậy ngồi học là mình vẫn xoa và đi thể dục như vậy thì mình vẫn hoa. Cho nên là mình không có quảng cáo quá, nhưng mà tại vì mình xài mình thấy chất lượng thì mình chia sẻ với anh chị thôi. Thì cảm ơn chị Oanh, hãy dừng lại cái màn hình lại cho mấy anh chị tiếp theo. Xin cảm ơn. Ơn chị Anh Pháp rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chị Anh Pháp là một trong những thành viên tích cực của Win Spa, và làm spa thì bắt đầu mới thấy cái tay của mình nó không được đẹp, đúng không ạ?
khi mà đặt tay lên khách hàng thì cái bàn tay của mình nó đen mà nó lại còn nhăn nữa. Thì mình muốn chăm sóc tay và trong 3 tuần chăm sóc thì tay của đã thay đổi rất là nhiều đúng không ạ? Đây là rất là chúc mừng chị Anh Pháp và chúc mừng tất cả anh chị em vừa nghe một cái thông tin rất là tuyệt vời về sản phẩm chăm sóc tay. Thì chị Anh Pháp có nói đến là các anh chị em người Bắc rất là thích, thì anh cũng xác nhận luôn là nhất là mùa đông ở Bắc là tay bị nẻ, và khi mà bôi các cái kem nẻ, nhất là nhà mình thì có ông xã nhà mình là ông là bác sĩ nội soi, tức là hàng ngày tay của ông ấy phải đi găng tay để mà nội soi ấy, sử dụng cái máy nội soi ấy, thì cái tay mà cứ bị nứt bị nẻ ra, vừa đau lại còn vừa bị là gì ạ, đi cái găng tay nó khó, nó xước. Thế thế thì là mình đưa cái sản phẩm này thì ông xã rất là thích luôn, và sử dụng thì là nó vừa không bị nẻ nhưng nó không có bị đen cái vùng nẻ. Ví dụ như các loại kem chống nẻ khác ấy, thì khi mà bôi xong thì nó đỡ nẻ nhưng mà nó lại bị thâm đen lại, nó giống như là các cái vết như là cái ruộng nẻ bờ ấy, nhưng mà ở đây nó không có bị như vậy, tức là nó có một cái sự nuôi dưỡng rất là lớn ở trong cái làn da tay, ngoài cái chuyện là làm lành cái vết bên ngoài nhưng nó nuôi dưỡng cả bên trong. Cậu anh thì anh rất là quan tâm đến cái bàn tay của mình, bởi vì sinh ra cha mẹ sinh ra là tay đã không được đẹp đẹp rồi, tay rất là to ngắn, bàn tay rất là xấu, và mình rất là cảm thấy là rất là tự ti với cái bàn tay của mình, nhưng mà vì mình rất là chăm sóc cái tay cho nên là bây giờ thì nó không đến nỗi đúng không ạ, nó vừa nó hơi mập một xíu nhưng mà bởi vì nó cân đối với cái người mập của mình, nhưng mà đặc biệt là gì ạ, rất là mịn màng và trắng, không, tức là lúc nào anh cũng quan tâm đến cái việc là phải chăm sóc cái bàn tay đó. Thế thì cũng mong là cái kinh nghiệm của chị Anh Pháp vào ngày hôm nay chúng ta được chia sẻ với cái sản phẩm này, thì chúng ta hãy tư vấn cho khách hàng, cho người ta biết là ở Gicúp còn có một cái sản phẩm chuyên chăm sóc da dùng da tay rất là tốt, thì chắc chắn là có rất nhiều người sẽ quan tâm, bởi vì người ta còn quan tâm đến tận từ cái móng tay. Anh thì không có thói quen để móng tay nó cứ dài cái rồi anh lại cắt ngay, đây là cũng là thói quen thôi, mình không có nói là như thế nào cả, nhưng mà rất nhiều anh chị em là còn quan tâm đến tận từng cái móng tay, mà chẳng nhẽ là trên cái lòng bàn tay, trên cái mu bàn tay chúng lại không quan tâm. Chắc chắn là các anh chị em sẽ quan tâm nếu mà chúng ta biết về tác dụng mà chúng ta giới thiệu, thì có phải là chúng ta có thêm một cái cơ hội về sản phẩm đúng không các anh chị? Rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Anh Pháp. Vâng, và chúng ta có ai có ý kiến nữa không ạ? Anh chị giơ hand lên ạ. Một câu hỏi hay là một cái chia sẻ đều rất là cần thiết đúng không ạ? Đều rất là tuyệt vời. Mời các anh chị em khác ạ. Em Ai nhỉ? Bạn nào nhỉ? Em mở mic đi. dạ À, Lan Anh nhỉ? dạ Mời Lan Anh. chị nghe rõ không ạ? Nghe rồi. Xin chào tất cả những người anh em, hôm nay Zoom của mình rất là đông đúng không ạ? Chúc cả nhà một buổi sáng với 30 tình yêu này, một buổi sáng tràn đầy năng lượng nhá, và nhớ bảo trọng trong mùa Covid này, bây giờ nó đang rất là phức tạp đúng không ạ? Thì cũng tiếp theo lời của chị Oanh là em cũng xin chia sẻ một chút xíu về kem ngực của công ty Zico. Thì tất cả những thành phần thì lãnh đạo Oanh đã nói hết đúng không ạ? Thì mình không phải bàn cãi với một cái thành phần rất là tối ưu được nhập khẩu từ Pháp, đó là volume đó. Nó đã sẽ làm cho săn chắc của vùng ngực. Và điều quan trọng Lan Anh muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em nữa đó chính là khi mà chúng ta thoa kem ngực á, thông thường nó cũng như là những cái kem dưỡng thông thường thôi, nhưng mà chúng ta phải kết hợp với massage và bấm huyệt vùng ngực. Đó, thì Lan Anh đã chăm sóc da ngực cho rất nhiều những chị em phụ nữ bằng những sản phẩm khác từ trước đây rất là nhiều, cho nên là mình mới khi mà dùng đến sản phẩm này thì Lan Anh cũng thực sự vừa thời gian vừa qua rất là bận rộn. Nói chung là vùng ngực là nói chung là phải mình phải là quan trọng nhất, mình phải chăm sóc ưu tiên đầu tiên. Có khi nó còn hơn cả cái phần mặt tiền của mình nữa đấy ạ. Và vùng mồ đó rất quan trọng, bởi vì á phụ nữ chúng ta rất nhiều người rất là không quan tâm đến cái vùng này. Mình cứ nghĩ đây là ở bên trong á, hoặc là mình có thể làm một cái gì đó phù phép lên đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là cái vùng ngực rất là quan trọng, mà bây giờ cũng như là tất cả các anh chị em đã biết là nếu như mà nói về thì độ ung thư đó, ung thư của vùng ngực á rất là nhiều luôn. Tỷ lệ nói chung là nếu như là đàn ông thì ung thư đại tràng, còn phụ nữ thì ung thư ngực chiếm rất là nhiều, cho nên là Lan Anh muốn chia sẻ với cả nhà là mình phải massage bấm huyệt thường xuyên, không những là chỉ sử dụng kem kem nâng ngực đấy. Thì cái khi mà mình massage đó thì không biết các anh các chị em đã massage chưa, nhưng mà Lan sẽ chỉ cho tất cả các anh chị em là khi mình massage thì mình bấm huyệt
bấm huyệt tất cả những cái vùng xương vùng bốn xung quanh ngực này, thì thay vì mình không biết huyệt đạo thì mình sẽ massage và mình bấm huyệt luôn, giống như mình kích thích đó, mình kích thích để cho nó lưu thông và tuần hoàn máu trước. À, trước khi mình thoa kem nha quý vị, nếu như mình nếu mà chăm sóc đúng cách là trước hết là mình phải tẩy da chết này, mình làm sạch đúng y như mặt vậy đó, mình phải chăm sóc em còn cẩn thận và chu đáo hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu như chúng ta thực sự biết cách chăm sóc thì cái mình được cái ngực rất là đẹp, cũng có rất nhiều người làm được thiên phú có một cái ngực rất là tròn trịa, đúng không ạ? Hình nón, hình chóp, rồi hình nó có 4, 5, 6 hình đấy, trong đó có cả hình quả mướp đó. Thì nếu như mà chúng ta thực sự biết chăm sóc ạ, thì nó sẽ cái giúp cái cơ ngực của này nó săn chắc lên, và nó làm cho cái sự đàn hồi á, sự đàn hồi ở ở trong cái vùng ngực này nó được tốt hơn, và cái sự lưu thông máu á, khi tất cả những cái điều đấy nó đáp ứng được rồi thì chúng ta mới sử dụng kem dưỡng ngực để kết hợp thêm, để cải thiện một cách tối ưu hơn. Để giống như chị Oanh nói, không phải là cái này là một cái thần thánh mà chúng ta bôi vào mà chúng ta sẽ đạt được hiệu quả là săn chắc tròn trịa và chúng có thể nâng size của vòng ngực, đúng không ạ? Nhưng mà đấy, khi Lan Anh chia sẻ thì quý vị phải biết là mình phải massage bấm huyệt thường xuyên như thế, cũng thay vì các anh chị em cũng có những đấng mày râu, đúng không ạ, cũng rất là quan tâm và chăm sóc cái vùng này cho phụ nữ. Nhưng mà Lan Anh không biết thì sao, chứ cũng có nhiều người tàn phá cái vùng này luôn ạ. Khi mình không biết cách thì mình sẽ trở thành tàn phá cái vùng một của chị em này. Còn nếu như một người biết cách ạ, là người ta sẽ chăm sóc cho người phụ nữ. Nhưng không biết các anh nam nghe có thể happy hay không, nhưng mà anh thật sự chia sẻ một cái kinh nghiệm, đấy là thật sự mà cái điều anh đã trải nghiệm với khách hàng, cũng như là mình đã chỉ dạy cho rất, chỉ giúp cho rất là nhiều người. Khi hiểu được điều đó thì không những chúng ta chỉ làm nói một cái điều hơi tới nhị, đó chính là chúng ta giúp cho phụ nữ thăng hoa, mà chúng ta còn có trách nhiệm phải chăm sóc. Nếu mình biết cách thì đó là một sự chăm sóc vậy ạ. Còn nếu như chúng ta không biết cách thì đó là một sự tàn phá, đúng không ạ? Các anh nam có công nhận điều đấy không ạ? Mà điều đấy là thật sự đấy ạ. Nếu như mà chúng ta biết cách thì nó cực kỳ happy. Và hai nữa là chúng ta phải kết hợp với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ cũng như là tập luyện, đúng không ạ? Nếu như chúng ta cũng không biết cách những cái điều đấy mà kết hợp thì anh nghĩ là nó sẽ không có hiệu quả gì nhiều đâu ạ. Chúng ta cứ kỳ vọng là cái kem nó sẽ là thần thánh, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Chúng ta phải kết hợp thêm những yếu tố. Nếu như trong thời gian chúng ta thoa kem ngực đó, chúng ta biết kết hợp những cái đó với lại với nhau, thì đấy nó mới là một điều thần thánh mà không ngờ được. Bởi vì tại sao ai cũng nói là Lan Anh đi giống như là chỉnh sửa hoặc là nâng ngực á, nhưng mà người ta cứ nghĩ như vậy, mà thực ra Lan Anh có ý thức chăm sóc ngực từ ngày em gái cơ. Ngày em gái Lan Anh đã đi thi cuộc thi ngực ngày cái thời đấy là Lan Anh đang làm công tác ở nước ngoài, khi mà một cái chương trình đó nó thi của một cái công ty của người người Việt ở nước ngoài, thì Lan Anh cũng tham gia, Lan Anh tham gia đại sứ quán cơ. Nhưng mà khi mà có chương trình thì Lan Anh đã tham gia mà Lan Anh đã giải nhất về vòng một trong cái thời điểm đấy. Và sau này khi mình biết được là cái giá trị ở nước ngoài người ta quan trọng cái size vòng một như thế nào, thì sau đấy về mình phải biết cách chăm sóc và thường xuyên chăm sóc như thế. Hiện tại bây giờ thật sự nói là mình sinh con xong rồi, mình sinh con xong rồi bây giờ mình cũng là 40 mấy tuổi, đúng không ạ, 45, 46 tuổi rồi, nhưng mà cái size giống như con gái thì cũng không khỏe, không ai tin đâu ạ. Bởi vì mình biết cách chăm sóc, quý vị ạ, không phải cái gì thiên tạo, thì là một phần thôi, nhưng mà chúng ta phải biết cách nâng niu chăm sóc nó. Mà đặc biệt là sức khỏe bên trong, bây giờ quý vị cũng biết rồi là ung thư rất là nhiều, do là cũng cái phần lối sống và rồi những cái hormone rồi rất là nhiều yếu tố kết hợp lại. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc và nâng niu, nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều vấn đề này đó. Riêng về bấm huyệt và mà mình làm massage, mình nâng niu chiều chuộng em ý thì nó sẽ rất là cao. Và Lan Anh sẽ chia sẻ một chút xíu khi ví dụ chúng ta ăn, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta ăn thì Lan Anh xin chia sẻ đó là tại sao cả một đời Lan Anh đi đâu chỉ ăn bơ, uống bơ. Đi đến tận bây giờ vậy, nếu như vào quán mà không có bơ là anh cũng không uống cái gì cả. Đó thì bơ nó là một trong những cái axit không béo, có axit béo mà không bão hòa, không no đấy ạ, thì nó sẽ làm cho là cái tác dụng là sản xuất ra cái hormone nữ rất là nhiều quý vị nha. Riêng bơ dầm đó, và mình có thể làm kem bơ,
thì cái đấy nó cũng làm cho tăng size vòng 1 và nó chứa hàm lượng C và E rất là nhiều. Đấy, bây giờ bơ rất rẻ đúng không ạ? Đang là mùa nên là quý vị và chị em thì anh chị em mình ta nên tận dụng cái đấy, mà khi mình uống sinh tố thì mình cũng nên uống sinh tố này. Đó, và mình nói là sẽ không cho đường. Đó, thì nó sẽ rất là tốt cho vòng 1 nha. Và cái thứ hai nữa đó chính là mình cũng theo thói quen là đu đủ đấy ạ. Cái đu đủ thì nó là một trong những là rất tốt cho những mẹ bầu đúng không ạ? Cái đu đủ thì nó có nhiều cái enzyme. Mà anh chị em biết là enzyme là nếu thiếu enzyme thì là không có cuộc sống đúng không ạ? Cái enzyme nó cũng rất là tốt và nó giảm thiểu, nó làm cho sản sinh ra cái nội tiết tố nữ. Cái nội tiết tố đấy quý vị. Cái anh chị em bà nó làm cho căng mịn săn sắc da nữa. Đó. Mọi người cứ nói là cái nhựa đu đủ nó rất là độc đúng không ạ? Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta biết ăn điều tiết, ví dụ một tuần mình ăn một bữa thôi. Xong cái đấy là riêng cái đu đủ trong đấy nó có chất enzyme nó làm chống chảy xệ. Chống chảy xệ ngực đấy ạ. Nó rất là tốt cho phụ nữ luôn. Tại sao phụ nữ sau sinh người ta cứ ăn cái đó? Bởi vì người phụ nữ phải mang trong người một cái tuyến sữa ấy, nó rất là nặng nề. Cái đấy nó chống chảy xệ chứ không phải là cho nhiều sữa đâu ạ. Nhiều sữa chỉ là phần một phần thôi. Nhưng mà nó làm chống chảy xệ cái cơ mô ngực của mình ạ. Các anh chị em hiểu không ạ? Đó, nó là như vậy. Và đặc biệt đó là tất cả các loại đậu. Tất cả các loại đậu ạ. Loại đậu nó còn không những làm đẹp da đủ chất mà nó làm bổ sung tất cả những đạm vitamin khoáng chất cho mình, mà nó còn chống ung thư tối đa luôn đấy quý vị. Riêng những cái loại đậu đấy ạ. Nếu tại sao mà bây giờ cứ khuyến khích mình ăn những bữa ăn nhẹ, mình sẽ uống những cái loại ngũ cốc như là như thế đó. Loại đậu thì mình nên ăn phong phú đi. Mình đừng có ăn có khoảng 4, 5, 6 loại đúng không? Mình ăn thêm hạnh nhân, mình ăn thêm mắc ca, mình ăn thêm những cái đó. Tất cả những loại đấy nó đều giúp cho ngực mình ngăn ngừa ung thư và nó đều chứa những chất béo không no mà. Cho nên đừng có sợ béo, sợ mập gì hết đó. Nó rất là tốt cho ngực luôn. Và anh cũng xin chia sẻ nữa là cái cam cũng vậy ạ. Cam thông thường thì cũng có người phụ nữ muốn uống, có người phụ nữ không muốn uống, mà cũng người muốn chăm sóc, cũng người chưa muốn chăm sóc. Nhưng mà thực ra cái hàm lượng vitamin nó dồi dào như vậy thì nó cũng làm giảm chảy xệ đấy ạ. Nó làm giảm chảy xệ rất là nhiều luôn. Nếu như mà chị em cứ về test thử cho nên anh khoảng tháng đi. Nếu như mà vòng 1 mà có biến chuyển gì thì cứ phản hồi nha. Và một cái điều nữa đó chính là trứng gà đúng không? Trứng gà nó có đầy đủ vitamin A này, C này đúng không ạ? D, E này, B này. Thì tất cả những cái hàm lượng đó thì nó cũng làm, nó làm cái hiệu quả là làm đàn hồi rất là tốt. Và nó cũng làm một cái món ăn, thức ăn rất là dễ ăn, thông thường, phổ biến đúng không ạ? Và mình cũng đừng không ăn quá nhiều. Nhưng mà ý là anh nói là bổ sung vào bữa ăn ấy, nó cũng rất là tốt cho vòng 1 nữa. Đúng không ạ? Và còn một cái phần nữa mà cũng chị em phụ nữ cứ xanh thì mới được hay ăn đấy ạ. Đó chính là giò heo hầm. Giò heo hầm thì trong này nó cũng có những cấp cung cấp những cái vitamin E đúng không ạ, cần thiết cho ngực của mình nữa. Thì mình ăn không có nhiều, nhưng mà ví dụ một tuần mình cũng ăn cải thiện một bữa hoặc hai bữa gì đó trong cái chế độ ăn của mình. Và rất nhiều những cái mà Lan Anh cũng muốn chia sẻ đúng không ạ, nhưng mà do thời lượng không có nhiều thì Lan Anh xin được nhiều người tại đây và chúc cho tất cả những chị em sẽ có một vòng 1 như ý nha, và sẽ mơ gì thì được đó. Và chúc cho tất cả những đấng mày râu sẽ biết cách nâng niu và sẽ biết cách làm sao đó để cho người một nửa yêu thương của mình, người phụ nữ lúc nào cũng duyên sáng, hấp dẫn trước mặt của mình đúng không ạ? Vâng, xin chào tạm biệt. Nhìn lại cho lãnh đạo Oanh Oanh. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Anh cũng vừa mới có một cái chốt lại vấn đề là thứ nhất là chúng ta phải dùng đúng đủ đều. Thứ hai chúng ta phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Và thứ ba là trong quá trình sử dụng thì chúng ta phải massage để vừa là cho sản phẩm được thẩm thấu vào phía bên trong của làn da, vừa là để giúp cho cái sản phẩm thẩm thấu để nuôi dưỡng cái làn da và của cái bộ phận mà mình chăm sóc. Và đặc biệt nữa là cái quá trình massage chính là quá trình chúng ta lưu thông máu huyết, kích thích cho cái bộ phận nó được săn chắc, được nuôi dưỡng đầy đủ đúng không ạ? Vâng, đó là những cái yếu tố mà giúp cho sản phẩm nó sủng sự hiệu quả. Vì vậy, với bất cứ một sản phẩm nào, đầu tiên là chúng ta hiểu cái cơ chế của nó, thứ hai là chúng ta phải kết hợp, chứ không phải là nó là thuốc tiên để chúng ta thay đổi một cái gì đó. Và tất cả chúng ta nó đều là thói quen, các anh chị ạ. Riêng đối với vùng ngực và vùng tay, hai cái vùng rất là quan trọng đối với chị em phụ nữ nói chung,
và kể cả là với các anh nam giới cũng quan tâm đến vùng này. Không của chính các anh ấy ạ. Một người nam giới một vùng ngực nở nang, một vùng da ở đấy nó săn chắc, nó đẹp thì cũng thích. Hay là tay cũng vậy, một cái làn tay ấm áp mềm mại khi chúng ta giao tiếp thì chúng ta đều là, đó là đều chúng ta hướng tới cái đẹp, đúng không anh chị? Vâng, nhưng mà để làm được những điều đó thì chúng ta cần phải có một cái thói quen, thói quen quan tâm chăm sóc đến cái vùng đó. Nhất là đối với chị em phụ nữ thì cho dù chúng ta không sử dụng kem cho vùng ngực thì các anh thì các chị cũng nên kiểm tra, massage và chăm sóc cho cái vùng ngực của chúng ta đều đặn, cho dù cái thời điểm đấy chúng ta không sử dụng kem. Nên với anh thì anh chỉ dùng hết một tip, sau đó là anh không có dùng tiếp. Nhưng cái việc chăm sóc vùng ngực là cái gọi là mấu chốt của vấn đề. Nó bao gồm hai thứ. Thứ nhất là về vẻ đẹp, nhưng cái thứ hai nữa là về sức khỏe nữa. Bởi vì nếu như chúng ta thường xuyên massage nhẹ nhàng và chăm sóc cho ngực, làm cho ngực nó săn chắc đẹp hơn, nhưng lại còn có một tác dụng là chúng ta sẽ kiểm tra sớm được những cái bất thường ở vùng ngực các anh chị. Chị em phụ nữ thì tỷ lệ ung thư vú rất là cao. Và khi chúng ta có những cái vần u bướu ở vùng ngực thì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta xử lý được hoàn toàn. Có những cái phần như trước đây anh cũng bị một cái u, nhưng mà nó không phải là, nó gọi là do cái quá trình mình bị tắc tuyến sữa thì nó gây ra gọi là u nhân sơ. Nó cũng không nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng nếu chúng ta không phát hiện được ấy thì chúng ta để nó không có cái sự can thiệp ấy, thì nó cũng không tốt. Vì vậy cho nên là đây là cái điều mà nói về sức khỏe của con người thì chúng ta nói cả ngày không hết, nhưng những cái bộ phận trên con người nó đều có những cái tác dụng và những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Chúng ta phải quan tâm một cách toàn diện thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe đẹp một cách toàn diện, đúng không anh chị? Vâng, và ngày hôm nay thì có lẽ là còn ai có ý kiến nữa không ạ? Vâng, nếu như chúng ta không còn chia sẻ gì nữa thì chúng ta sẽ chào nhau và chúc nhau một ngày mới thật là tuyệt vời, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày tiếp theo. Vì mỗi một ngày chúng ta sẽ nói về một sản phẩm hoặc một cái dòng sản phẩm nào nó liên quan thôi. Chứ nếu nói về chăm sóc, về massage body thì chúng ta còn một số sản phẩm nữa. Thì có lẽ là nếu trong những ngày tới thì chúng ta có thời gian chúng ta lại tiếp tục chia sẻ tiếp. Và mỗi một ngày các anh chị đón nhận một sản phẩm thì các anh chị hãy nhớ rằng là có thể nó chưa cần cho mình hoặc là mình không quan tâm lắm. Nhưng mà chỉ cần chúng ta biết thêm về một giá trị của một cái sản phẩm, một cái công dụng của nó, cái tác dụng của nó, cái giá trị mà sản phẩm mang đến cho chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với khách hàng thêm, đúng không ạ? Bởi vì có những người người ta quan tâm cái thứ này, có những người người ta quan tâm thứ khác. Và cái cách làm việc của chúng ta là gì ạ? Bán cái chúng ta, không phải là bán cái chúng ta có, mà bán cái khách hàng cần, đúng không ạ? Và không phải bán cái công năng, chúng ta sẽ không nói về cái công năng tác dụng của nó nhiều, nhưng chúng ta sẽ nói về cái gì? Cái lợi ích mà nó mang đến cho khách hàng của chúng ta, đúng không ạ? Người ta đang quan tâm đến cái lợi ích nó được cái gì khi sử dụng cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Và đặc biệt là nhiều khi chúng ta còn phải đánh thức những cái mong muốn ở trong khách hàng. Có khi người ta chưa biết là người ta muốn cái điều đó, nhưng khi chúng ta chỉ ra được là khi làm được cái điều đó thì nó sẽ tốt, có cái gì tốt cho sức khỏe, có cái gì tốt cho cơ thể, là để mà cơ thể của chúng ta được khỏe, được đẹp. Có khi người ta không để ý đến cái vùng tay, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ cho người ta thấy là nếu mà chị chăm sóc cái tay của chị thì nó sẽ được cái gì. Đấy, thì đấy là một cái bán hàng đỉnh cao các chị ạ. Chúng ta làm sao để mà khách hàng người ta thấy cái lợi ích, và người ta thấy được khách hàng chúng ta thấy được lợi ích của sản phẩm, thấy được cái gì ạ? Tạo được cái cảm xúc cho khách hàng. Thì khi mà gì ạ? Cảm xúc nó liên quan đến gì các anh chị? Đến tình cảm, đến trái tim. Mà nếu mà đụng đến được trái tim của khách hàng, tức là đụng đến được cái túi tiền rồi, đúng không ạ? Vâng, và như ngày hôm nay thì chúng ta đã có với nhau một cái sản phẩm mà có thể là khi mà Dung nói là hôm nay Dung có việc đột xuất, chị Anh giúp Dung chia sẻ, thì chị Anh nói là ok, nhưng mà thực ra là không có chuẩn bị về sản phẩm này, nhưng vì anh đã trải nghiệm rồi nên là anh hiểu rõ về cái sản phẩm này và rất vui được nói chuyện với các anh chị em về hai cái sản phẩm mà chăm sóc hai cái vùng quan trọng của mỗi con người, đặc biệt là chị em phụ nữ, đó là vùng ngực và vùng tay. Và cuối cùng thì chúc các chị em của chúng ta là ai cũng đẹp toàn diện hết, từ đầu chân đến tóc, từ góc gì ạ, từ đầu đến chân, từ hàm răng mái tóc cho đến tất cả một bộ phận nào trên con người của chúng ta. Khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta đều là gì ạ? Đều là khỏe, là đẹp,
Và đương nhiên là Oanh sẽ không so sánh với chị Lan Anh được, nhưng mà Oanh sẽ so sánh với chính Oanh, thì năm ngoái và năm nay Oanh là một phiên bản mới rồi. Và sang năm thì Oanh nghĩ rằng là thêm một tuổi thì chúng ta không có già đi một tuổi, mà chúng ta khỏe hơn một tuổi và đẹp hơn. Điều đó là điều rất tuyệt vời, đúng không anh chị em? Bằng chúc chúng ta một ngày mới thật là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại anh chị trong buổi sáng ngày mai. Chị đấy chị Oanh. Chị xin chúc lãnh đạo, xin cảm ơn lãnh đạo Kiều Oanh rất tuyệt vời và đã cho các chị em trong phòng Zoom hôm nay một buổi chia sẻ đầy ý nghĩa và bổ ích. Thì cho kính chúc tất cả anh chị cùng buổi sáng hôm nay được nhiều năng lượng, được nhiều kinh nghiệm để bảo vệ cho mình, để làm đẹp được cái vòng một của cơ thể. Và đó là cũng một cái bí quyết để chúng ta chinh phục những đám mày râu, và chúng ta luôn luôn để bảo vệ được hạnh phúc cho gia đình. Thì cảm ơn qua hôm nay quá ai quá tuyệt vời qua nơi. Chị không biết nói gì hơn, chị xin cảm ơn đến em và cảm ơn tất cả các anh chị cũng như Lan Anh cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm của Lan Anh, không gì hơn nữa, không gì tốt hơn nữa, không gì bằng, có lời khen đòi hơn nữa. Thôi thì chị không gì hơn cũng kính chúc tất cả anh chị em một buổi sáng tràn đầy năng lượng, lĩnh hội được nhiều kiến thức, lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm, và tất cả phụ nữ chúng ta là mỹ nhân số 1, số 1 là số 1. Chị cũng lên anh Pháp nha, em sẽ sử dụng kem tay chị Pháp. Em sẽ sử dụng kem tay đó. Ăn nhiều lắm. Đây sẽ yêu cầu. Và mỗi ngày như mọi ngày chúng ta sẽ gặp nhau ở trên Zoom này, mặc dù Covid là kệ Covid thôi, chúng ta sẽ sống chung với nó, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chính thức là đêm hôm nay 0 giờ ngày mùng 9 thì toàn bộ Sài Gòn sẽ thực hiện nghị quyết 16, có nghĩa là chúng ta sẽ bị phong tỏa. Đâu phải qua các bốt phải trình bày và đi ra ngoài là đương nhiên là sẽ rất là khó khăn, nhưng không sao cả, ngày nào chúng ta cũng vẫn gặp nhau đây ạ, ở khắp đất nước, đúng không ạ? Oanh đang nhìn thấy em Việt Nhi tận ở Đà Nẵng, anh đang thấy chị Lan Anh, chị Anh Pháp ở Đồng Nai, và đang thấy chị Mai, chị Cúc ở Kon Tum, và rất nhiều anh chị em khác, đúng không ạ? Chúng ta vẫn gần ở bên nhau mỗi ngày và cho nhau những năng lượng, và các anh chị chúng ta hãy vượt qua cái giai đoạn này thì chắc chắn là sau này chúng ta sẽ rất là một chuyên gia trong mọi sản phẩm cũng như là tư vấn mọi lĩnh vực của sản phẩm của chị Cúc, và chắc chắn là hết sau đợt này thì chúng ta sẽ bùng nổ, đúng không ạ? Còn dịch thì chúng ta sẽ dùng online, chúng ta sẽ dùng điện thoại, chúng ta sẽ dùng Zoom. Và chính vì vậy cho nên là mỗi một ngày chúng ta sẽ vẫn cứ gặp nhau không có sao cả. Đúng không ạ? Chúng ta hãy tự tin rằng là một ngày không xa chúng ta sẽ được gặp nhau trực tiếp và chúng ta sẽ nhìn thấy ai cũng đẹp, chứ không phải vì cái đèn của cái Zoom này đâu. Đẹp thật luôn. Ok. Bye bye nhá. Yes. Bye bye. Bye. Em mát nha, người an lành nha, an lạc nha, và luôn sống trong tình yêu thương nha. Có ai hát được mấy ấm của gia đình nha, win to win. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn, cảm ơn nhiều anh rất nhiều, cảm ơn chị Lan Anh, cảm ơn tất cả các anh chị của anh chị hôm nay, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chúc anh chị ạ, chúc anh chị ngày mới vui vẻ, năng lượng. Chúc bao việc qua cầm dài nha. Đây năng lượng qua một ngày mới càng ngày càng đẹp, càng xinh nha. Dạ rồi, em xin kết thúc phòng Zoom luôn nha anh chị. Ok. Bye bye. Bye bye. Chào anh chị. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành.